Và hôm nay tôi mời ba cháu, đó là cháu Vi, cháu Vũ và cháu Linh. Đây là những đứa bé có những cái cuộc đời bất hạnh. Thưa cha, có một mình mẹ nó mà mẹ nó đi làm ở trong công ty đá, mà giờ bị điện giật nó, mẹ nó chết mất rồi, giờ còn bỏ lại một mình nó cháu đây ở với ông ngoại bà ngoại. Đây là một cái hoàn cảnh rất là thương tâm. Tôi là Quan Tẩm Thu, chi hội trưởng chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước, một chi hội trực thuộc hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định, được thành lập vào năm 2014. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi đem rất là nhiều thành tích, nhiều hiệu quả đến cho bà con bệnh nhân nghèo. Và trong 15 tiêu chí hoạt động thiện nguyện của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo đề ra, đó là chương trình đồng tiền nhân ái. Và hôm nay tôi mời ba cháu, đó là cháu Vi, cháu Vũ và cháu Linh. Đây là những đứa bé có những cái cuộc đời bất hạnh. Cháu Vũ thì mồ côi mẹ. Mẹ nó đi làm ở trong công ty đá, mà giờ bị điện giật nó, mẹ nó chết mất rồi, giờ còn bỏ lại một mình nó cháu đây ở với ông ngoại bà ngoại. Nhưng mà giờ ông ngoại bà ngoại thì ông ngoại cũng bị bệnh, bị tiết nghẽn động mạch chân đó, bây giờ bị cưa mất một chân, bây giờ còn ở nhà đây gì với bà ngoại. Mà tôi cũng đeo lưng dữ lắm, đi thấy ngất ngưỡng khồn mà giờ cũng lời lắc con này hôm đề cũng nhờ ở xã rồi là không cho thêm ít tiền của gạo cái cầu con bị tôn rồi. Hôm đề cũng có cái công ty An Phúc Thành đó, không có cho cháu hôm đề được 2 lần. Nói chung thì ở nhà trường là nó dạy học mà nó dạy dùm, nó cũng thấy cháu tàu nó cũng lấy tiền, sợ khi đeo bệnh cho trong mình giá trò hoặc là bạn phía cũng mừng sợ khi đeo bệnh. Đây chỉ là tiêu biểu 3 trường hợp thôi, hàng tháng như thế nhận được cái chương trình đồng tiền nhân ái này chỉ là 19 triệu. Với con số 19 triệu này tuy rằng nói ra nó rất là lớn, nhưng mà với cái huyện Tuy Phước của chúng tôi ở một cái địa bàn lớn, một cái địa bàn mà năm nào cũng bị thiên tai bão lụt và có rất là nhiều bệnh nhân nghèo thì con số này rất là ít. Đây là cô Đặng Lan, là một hội viên mà cũng là một nhà tài trợ của chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước. Cô là bên y tế. Còn đây là cô Xuân Thu, là một hội viên tích cực trong những cái mảng mà đi trao tiền hoặc là bên cái quỹ gạo Bác Ái. Đây là cô Ngọc Nga, là cô này là phụ trách bếp ăn tình thương. Cô chuyên là nấu cấp cháo, cấp cơm hàng ngày, cho nên cô phải trực luôn ở dưới bếp ăn 24/24 luôn. Thành viên của cô rất là tích cực. Và cái chi hội cô thì đếm trên đầu ngón tay thôi, 20 bà già thôi con. Đây là những thành viên trẻ nha, chứ còn mấy ông cụ kia là mình đang chống gậy đi lên đấy. Bây giờ là chúng tôi sẽ lên tặng cho 3 trường hợp bệnh nhân nghèo. Các cái cụ này họ đang bị bại liệt, họ nằm ở một chỗ ở tại nhà. Và mỗi phần quà như thế là 10kg gạo và một số nhu yếu phẩm. Đây là một cái hoạt động thường xuyên hàng tháng. Và bây giờ chúng ta cùng đi. Thank you.
21 tuổi, cụ bị tai biến đã nhiều năm rồi. Cụ ông thì mới mất đây và cụ ông cũng bị bệnh điếc. Còn cụ có một cái người con gái lớn cũng bị tâm thần, và chỉ có một cái cô con gái út là cô Nguyễn Thị Hoa, năm nay 46 tuổi, cô đi làm công nhân gỗ và cô luôn liên tục phải tăng ca để mà đủ tiền nuôi mẹ và nuôi chị. Trước khi đi là phải cắm cơm để đó và thức ăn thì để sẵn sát bên đây để cô bắt cô tự với tay ra để bạn. Đây là một cái hoàn cảnh rất là thương tâm. Vì thế cho nên chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Tri Phước chúng tôi hàng tháng là đi cấp 10 kg gạo và một ít nhu yếu phẩm, và kèm thêm là em Đặng Lan phát tâm mỗi tháng cho 100.000. Nói chung đây là những người phụ nữ bất hạnh. Vì thế cho nên chúng tôi cũng muốn kêu gọi cộng đồng có những cái hoàn cảnh như thế nó khó khăn quá, và xin nếu như có những người phụ nữ nào đồng cảm, tất cả quý vị đồng cảm chúng tôi thì xin giúp đỡ về cho gia đình của chị Trần Thị Cấp, một người phụ nữ neo đơn, không chồng và không con. Ngày xưa thì là một công nhân đi làm gỗ, và sau đó gặp tai nạn thì chị bị gãy xương đùi, và hàng ngày chị nằm đây cũng nhờ bà con làng xóm người ta qua đã giúp đỡ. Và qua cái thông tin này thì chi hội chúng tôi quyết định là sẽ tặng cho chị mỗi tháng 10 kg gạo. Và trong cái chương trình thăm xuân như thế này thì bên hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Lộc cũng có tặng 100.000, và bên chi hội thì cũng có 100.000 nữa, là 200.000 để ăn sáng nha. Nghe cái sổ giới thiệu của bên hội phụ nữ xã thì bọn chị ở bên chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Tri Phước đến thăm và sẽ tài trợ cho em là mỗi tháng là 10 kg gạo và một cái phần này nha. Rồi bây giờ cũng có một chút quà lấy mì trong đây nè. Còn cái đây là cái Tết lì xì cho em để mang sát nha. Còn ở đây là thường xuyên, còn đây là bên hội phụ nữ xã Phước Lộc của mình, cũng có những người họ đến là thăm mình, họ cũng tiếp xúc với mình nhiều á, cho nên là Lan nó sẽ tư vấn cho em nha. Bây giờ là nó đang một cái mùa dịch corona, bên y tế nó khuyến cáo là mình phải mang khẩu trang, mà cái khẩu trang này mình sử dụng chỉ được là 6 tiếng đồng hồ, sau đó mình bỏ vô trong cái thùng rác chứ mình không có quên vừa lại, xong rồi mình dùng lần thứ hai là mình phải dùng tiếp một cái nữa, chứ không có thể là trong một ngày mà mình bịt một cái khẩu trang là không có đúng, nó chỉ có tác dụng sáu tiếng hồ thôi. Rồi điểm thứ hai nữa là ví dụ như chị mà có đau hay có ho có sốc gì á thì chị dùng cái khăn giấy nha. Đó chị dạng như chị ho thì vậy là chị bịt cái mũi chị lại, chị lấy làm xong rồi chị gom lại, chị bỏ lại giường đây, rồi sẽ nhà chị có người họ dọn cho chị, đừng có quên mình bảo vệ cho bản thân mình, bảo vệ cho người thân mình, dù là chị bị tai nạn nhưng mà cũng mong là chị phải là sống vui vẻ lạc quan lên, để tự vì cuộc sống của mình đã là không có biết gì, không có thể mà nói trước được cái việc gì hết, cho nên là cái nghị lực của mình là chính. Tuy rằng chị bị cái gọi là cái rủi, nhưng mà dù sao cũng có người thân và những người cộng đồng luôn luôn cũng quan tâm đến mình, cho nên chị hãy lấy đó là cái niềm vui, đừng bao giờ mà coi như là mất đi cái gọi là cái tuyệt vọng, hoặc là mình phải có cái ý chí là phấn đấu thôi. Quý vị nào đồng cảm và thương cho hoàn cảnh của chị Trần Thị Cấp thì xin hãy tài trợ và gửi lời về thăm, vì đây là một người phụ nữ neo đơn, không chồng không con, không cô đơn. Cô đơn nhưng mà không buồn đâu nhá. Là cụ Phan Thị Tư, nhà cụ bị mù và đi lại rất là khó khăn. Cụ có một người con, người con trai, và người con trai này là bị tâm thần nhẹ và hàng ngày là đi lượm ve chai nhung nhựa về nuôi cụ. Cho nên là chi hội chúng tôi cũng phát tâm đưa cái 10 cái gạo với lại một cái phần quà đến hàng tháng, và từ 2 năm rồi cụ được hưởng lợi 2 năm rồi, mỗi tháng như thế là một phần quà. Và hôm nay là
xuân á thì tụi con cũng gửi cho cụ một 100.000 để ăn sáng nha. Thêm đâu không tội chưa ai nha. Dạ lúc nãy giờ thì chúng tôi cũng đã dẫn đoàn để đi thăm những cái hoàn cảnh khá đặc biệt và cũng đã hỗ trợ cho họ theo cái phương án là hàng tháng cấp 10kg gạo và một số nhu yếu phẩm, cũng như là nếu như kêu gọi được nhà tài trợ thì họ có thêm được một vài trăm nữa để ăn sáng. Thì thông qua cái chương trình này, chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước cũng xin quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi, vì địa bàn huyện Tuy Phước của chúng tôi rất là rộng và rất là nhiều bệnh nhân nghèo cần sự giang tay giúp đỡ của cộng đồng. Và tôi hy vọng rằng thông qua những chương trình này và những hình ảnh rất là thực tế, những con người rất thực tế và những đồng tiền của quý vị đến tay của những cái mảnh đời bất hạnh đó qua cái cầu nối của chi hội Bác Ái Tuy Phước chúng tôi sẽ đúng 100% và chúng tôi sẽ có hình ảnh báo cáo ghi chép đàng hoàng đầy đủ. Và nếu quý vị nào muốn trực tiếp cùng chúng tôi đi thăm thì chúng tôi cũng sẽ đưa đi. Và đặc biệt là chi hội Bác Ái Tuy Phước chúng tôi có một chương trình là trong ở bếp ăn tình thương, và chương trình này thì cứ mỗi một tuần chúng tôi nấu 5 ngày, buổi sáng thì cấp 200 suất cháo, buổi trưa 200 suất cơm, một tháng như thế là 20 ngày và một năm là 11 tháng. Đây là một chương trình rất là nhân văn, rất là thiết thực dành cho bệnh nhân của Bệnh viện Tuy Phước. Chúng tôi đã thực hiện được 11 năm. Và một lần nữa, trước thềm năm mới, chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Và xin hãy đồng hành cùng chúng tôi, xin giúp đỡ, xin tài trợ cho chi hội Bác Ái, bảo trợ bệnh nhân nghèo Tuy Phước thật nhiều nguồn để cho chúng tôi đem về cho bệnh nhân nghèo của huyện chúng tôi. Và cũng có những bệnh nhân nghèo của các huyện khác trong tỉnh Bình Định của chúng tôi được hưởng cái quyền lợi đó. Xin cảm ơn quý vị.